Rồi em xin giao lưu một cây sâm hương nha anh em. Sâm hương gốc to nè, này hoành 20 nè. Hoành 20 cao chắc cũng cỡ 18. Gốc to luôn mà đế cũng đẹp nữa. Cây này em giao lưu giá 400k bao ship. Gốc to đế cũng đẹp, này về anh em gọt thẹo đồ bắt chi cành nữa là ngon rồi. Đế nở luôn. Mấy cây này em xử lý rễ hết trơn rồi, bởi vì mình làm dễ lắm nè, ra rễ con nè, em xử lý rễ từ nhỏ rồi. $400 bao ship. Anh em mà thích thì liên hệ số điện thoại em ghi trên phần tiêu đề á, không thôi kết bạn Zalo cũng được. Muốn coi chi tiết gì kết bạn Zalo đi rồi em gửi hình ảnh nó cho.